trên đường Nguyễn An Ninh lúc nào mà cũng đông lắm. Nào, 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 nào
đủ hết ha. Thịt nướng nè, chả, đây là chả gì vậy? Cái giò hả? Nó cái giò mà không ngoài nó ráo như lúc bột giò. Trông như là hơi môn phải không? Như là nấm mèo. Nấm mèo hả? Ồ, như món này nhiều thứ quá ha. Nấm mèo thôi ăn. Cho mình ớt nha. Hơi quá trời này luôn rồi bầu ơi. Sang bớt qua bầu đi bầu ơi. Chút nó dính ớt rồi nè. Bỏ ra bỏ. Quá nhiều rồi. Vẫn ăn được nhưng mà không có thích ăn nữa. Thử nha. Lâu lắm rồi, ăn người lại. Vâng, dàn cái tập hỏi anh cái mối gì kêu được. Nước có 3-4 miếng mà đồ ăn không ạ? Hỏi bánh cuốn. Bánh cuốn đang làm trong kia kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho con chú ơi. Bốn chục. Đây này tính này nha. Bốn chục không chú. Con gửi. Giá là 40.000 hai dĩa. Thôi ăn không hết. Giá được quá chứ các bạn. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.